cũng để nó luôn thôi. Đường xí ghê. Rồi bữa đăng lên xem nó có bị gì không? Không, bữa đăng lên mình lấy từ máy ảnh, mình lấy từ máy tính ra thì nó không bị như vậy. Còn hồi mình quay lại vậy. Đi anh quẹo phải, anh quẹo phải được không? Nếu anh chạy hoài đi, anh chạy qua một cái ngã tư đường xe đèn đỏ. Ây da, quay giới thiệu member mới. Khoảng 500m, thấy mấy chiếc em mua nó chuyện mà liền. Quay em cho. Thôi được. Hai đồ lên tự tin lên. Thôi, thôi đừng nói bậy chị Diệu ơi. Ủa này quay phim được hả? Cái gì? Nhỏ mình nó có vỏ. To xác như anh là không có lên được đâu. Giới thiệu xe anh Cảnh nha. Rồi,